Nay mình lại tiếp tục đi thả cá phóng sinh ở khu biệt thự Timon. Mọi người dân nay rất đông và người nào cũng đi thả cá hết. Và nay là nhiều người cũng đi thả cá luôn. Và hiện giờ ngay chỗ khu biệt thự Timon này gần bờ sông Sài Gòn, họ thả rất nhiều cá nha. Đó, đây là họ đang lại phạt chuẩn bị thả cá. Và phía ngoài là những con cá lớn. Phía trong là những chú cá nhỏ. Họ sẽ vớt mớ lục bình gào lại để cho những người mà đi chích cá không có chích được. Và mấy chú bé cá ở đây rất an toàn, được mấy cái lục bình này nó trắng.